Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 31. Gia-cốp được nghe lời các con La-ban nói rằng: Gia-cốp đã lấy hết gia tài cha ta, và vì nhờ của cha ta nên mới được giàu có dường ấy. Gia-cốp cũng để ý coi nét mặt cậu, nhận biết rằng người chẳng đối ở với mình như trước nữa. Đức Giê-hô-va phán cùng Gia-cốp rằng: Hãy trở về xứ của tổ phụ ngươi, chốn bà con ngươi, ta sẽ phù hộ ngươi. Gia-cốp bèn sai người gọi Ra-chiên và Lê-a đến nơi cầm bầy súc vật của mình ngoài đồng và nói cùng họ rằng: Ta thấy sắc mặt cha hai ngươi đối cùng ta chẳng còn như trước nữa, nhưng nhờ Đức Chúa Trời của cha ta phù hộ ta. Chính hai ngươi cũng biết rằng ta đã giúp cha hai ngươi hết sức, còn cha hai ngươi lại khinh bạc và 10 lần thay đổi công giá ta. Nhưng Đức Chúa Trời không cho phép người làm hại ta chút nào. Khi người dạy rằng các con chiên có đốm dùng làm công giá ngươi, quả các con chiên đều sinh con ra có đốm. Còn nếu dạy rằng các con chiên có sọc dùng làm công giá ngươi, quả các con chiên đều sinh con ra có sọc. Thế thì Đức Chúa Trời đã bắt súc vật của cha hai ngươi cho ta đó. Đang trong lúc chiên giao hiệp nhau, ta nhướng mắt lên, chiêm bao thấy các chiên đực đang giao hiệp cùng chiên cái đều có sọc, có rằn và có đốm. Thiên sứ Đức Chúa Trời phán cùng ta trong mộng rằng: Hỡi Gia-cốp, ta bèn thưa: Có tôi đây. Thiên sứ rằng: Hãy nhướng mắt lên mà nhìn, hết thảy chiên đực đang giao hiệp cùng chiên cái đều có sọc, có rằn và có đốm, vì ta đã thấy cách La-ban ăn ở cùng ngươi rồi. Ta đây là Đức Chúa Trời của Bê-tên, tức nơi ngươi đã thoa dầu đầu cây trụ và đã khấn vái ta. Bây giờ hãy đứng dậy ra khỏi xứ này và trở về xứ của bà con ngươi. Ra-chiên và Lê-a đáp cùng người mà rằng: Chúng tôi còn một phần chi hay là cơ nghiệp chi nơi nhà cha chúng tôi chăng? Vì người đã gả bán chúng tôi và ăn xài hết tiền bạc bán nữa, há người chẳng đã chúng tôi như người dân ư? Các tài vật mà Đức Chúa Trời đoạt nơi tay cha chúng tôi, tức là của chúng tôi và của con cái chúng tôi. Vậy bây giờ chàng hãy làm theo mọi lời Đức Chúa Trời đã phán dạy. Gia-cốp bèn đứng dậy đỡ vợ và con lên lưng lạc đà, dẫn hết thảy súc vật và của cải mình, tức súc vật mình đã gây dựng ở Pha-đan Aram, đặng trở về cùng Y-sác cha mình ở Ca-na-an. Trong lúc La-ban mắc đi hớt lông chiên người, thì Ra-chiên ăn cắp các pho tượng thờ trong nhà của cha mình. Gia-cốp gạt La-ban vì không nói rằng mình muốn đi trốn. Vậy người đứng dậy đem theo hết thảy tài vật mình, trốn đi ngang qua sông, thẳng tuốt về núi Ga-la-át. Đến ngày thứ ba, người ta học lại cùng La-ban rằng Gia-cốp đã trốn đi rồi. Người bèn đem các anh em mình đuổi theo Gia-cốp trong 7 ngày đường và theo kịp tại núi Ga-la-át. Nhưng trong cơn chiêm bao lúc ban đêm, Đức Chúa Trời đến cùng La-ban người A-ram mà phán rằng: Dầu lành dầu dữ, thế nào ngươi khá giữ mình đừng nói chi cùng Gia-cốp hết. Vậy La-ban theo kịp Gia-cốp. Vả Gia-cốp đang đóng trại trên núi, La-ban và các anh em người cũng đóng trại trên núi Ga-la-át. La-ban nói cùng Gia-cốp rằng: Cháu đã làm chi vậy? Cháu đã gạt cậu và dẫn mấy đứa gái cậu như phu tù giặc. Sao trốn nhẹm, gạt và không cho cậu hay trước? Có lẽ cậu đưa đi rất vui vẻ tiếng hát, tiếng đàn và tiếng trống phụ đưa. Cháu làm cách dại dột vậy, không để cho cậu hôn con trai và con gái cậu. Tay cậu có đủ quyền làm hại cháu, nhưng Đức Chúa Trời của cha cháu đã mách bảo cùng cậu tối hôm qua rằng: Dầu lành dầu dữ ngươi khá giữ mình đừng nói chi cùng Gia-cốp hết. Bây giờ vì lòng cháu mong mỏi về nhà cha cháu nên đã ra đi,
nhưng cớ sao cháu lại ăn cắp các pho tượng cậu? Jacob đáp rằng, vì cớ tôi e cậu bắt hai người con gái lại chăng? Nhưng tìm nơi ai được các pho tượng của cậu thì ai đó sẽ bị chết đi. Tại trước mặt các anh em chúng ta, cậu hãy kiểm soát các món nơi tôi đi và hãy lấy vật chi thuộc về cậu. Và Jacob vốn không hay rằng Rachel đã trộm mấy pho tượng đó. Vậy Laban vào trại Jacob, trại Lea, trại hai người đòi, chẳng tìm được chi cả. Đoạn ở trại Lea bước ra, đi vào trại Rachel. Vả Rachel có lấy mấy pho tượng đó giấu dưới bành lạc đà, rồi ngồi lên trên. Laban soát lục khắp trại, chẳng gặp pho tượng. Nàng bèn thưa cùng cha rằng, vì trong mình con có việc riêng của đàn bà nên đứng dậy rước chẳng được, xin Chúa chớ giận con chi hết. Người kiếm nhưng chẳng thấy pho tượng đâu hết. Jacob bèn nổi giận, rầy lộn cùng Laban mà rằng, tôi có án gì, tội gì mà cậu hầm hầm đuổi theo như vậy? Cậu đã soát lục các đồ hành lý tôi, có kiếm được món chi thuộc về nhà cậu chăng? Hãy đem món đó ra trước mặt anh em tôi cùng anh em cậu, đặng họ đoán xét đôi ta. Kìa, đã 20 năm tôi ăn ở nơi nhà cậu, chiên cùng dê cậu nào có sảo thai, và tôi chẳng hề ăn thịt chiên đực của bầy cậu bao giờ, cũng chẳng hề đem về cho cậu một con nào bị xé, bằng có chính tôi chịu đền đó thôi. Cậu cứ đòi luôn những con bị ăn cắp ban ngày và ăn trộm ban đêm. Ban ngày tôi chịu nắng nồng, ban đêm chịu lạnh lùng, ngủ nào có an giấc được đâu. Đó, trong 20 năm tôi ở tại nhà cậu là thế, trong 14 năm giúp việc để được hai con gái cậu, và 6 năm đặng lãnh lấy bầy súc vật của cậu, mà cậu lại còn thay đổi 10 lần công giá tôi. Nếu Đức Chúa Trời của cha tôi, Đức Chúa Trời của Abraham là đấng mà Isaac kính sợ, không phù hộ tôi, chắc bây giờ cậu đuổi tôi ra tay không? Đức Chúa Trời đã xem thấy nỗi đau khổ tôi cùng công việc hai tay tôi làm, nên đêm qua Ngài đã xét công bình rồi đó. Laban đáp cùng Jacob mà rằng, các đứa gái này là con của cậu, các đứa trẻ này là trẻ của cậu, các bầy súc vật tức là bầy của cậu, và các vật chi cháu thấy được tức của cậu hết. Ngày nay cậu sẽ làm chi được cùng các con gái hay là các cháu cậu đó? Vậy bây giờ hè, chúng ta kết ước cùng nhau để dùng làm chứng cho cậu và cháu. Jacob lấy một hòn đá dựng đứng lên làm trụ và nói cùng các anh em mình rằng, hãy lượm góp đá lại. Chúng bèn góp đá lại, chất thành một đống, rồi ngồi lên trên ăn bữa. Laban đặt tên đống đá đó là Iega Shahaduta, còn Jacob kêu là Galet. Laban nói rằng, đống đá này ngày nay làm chứng cho cậu và cháu đó, cho nên chúng gọi là Galet, mà cũng có gọi là Mít-ba, vì Laban có nói thêm rằng, khi chúng ta phân cách nhau, cầu xin Đức Giê-hô-va coi sóc cậu và cháu. Nếu cháu hành hạ các con gái cậu, nếu cưới vợ khác nữa, thì hãy giữ mình. Chẳng phải người thường soi xét ta đâu, bèn là Đức Chúa Trời làm chứng cho chúng ta vậy. Laban lại nói cùng Jacob rằng, này đống đá, này cái trụ mà cậu đã dựng lên giữa cậu và cháu đây. Đống đá này và cây trụ này làm chứng rằng cậu chẳng qua khỏi đây đi đến nơi cháu, và cháu cũng chẳng vượt khỏi đây đi đến nơi cậu, trong khi có ý muốn làm hại nhau. Cầu xin Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Na-cô, Đức Chúa Trời của cha các người đó đoán xét cho chúng ta. Jacob chỉ đấng của Isaac cha mình kính sợ mà thề. Đoạn người dân một của lễ tại trên núi và mời các anh em mình dùng bánh. Vậy chúng dùng bánh rồi ở ban đêm trên núi. Laban dậy sớm, hôn các con trai và các con gái mình và chúc phước cho, rồi đi trở về nhà mình. Chương 32. Jacob cứ đi đường, có thiên sứ Đức Chúa Trời gặp người. Khi Jacob thấy các vị này, nói rằng, ấy là trại quân của Đức Chúa Trời, nên người đặt tên chỗ đó là Mahanaim. Jacob sai sứ giả đến trước cùng Esau anh mình ở trong xứ Seir thuộc về địa phận Edom. Người bèn dặn rằng,
các ngươi hãy thưa cùng Ê-sau chúa ta như vậy. Gia-cốp kể tôi tới chúa có nói như vậy rằng, tôi đã ở ngụ tại nhà La-ban đến ngày nay, có bò, lừa, chiên, tôi trai, tớ gái. Vậy, xin sai đi nói cho chúa hay trước, hầu cho nhờ được ơn trước mặt chúa tôi. Các sứ giả trở về nói cùng Gia-cốp rằng, chúng tôi đã đi đến Ê-sau anh của chủ. Này, người đang đem 400 người đến để rước chủ. Gia-cốp rất sợ hãi và sầu não, bèn chia các dân đi theo cùng các bầy chiên, bò, lạc đà ra làm hai đội mà rằng, nếu Ê-sau đến hãm đánh một trong hai đội thì đội còn lại sẽ thoát được. Đoạn Gia-cốp cầu rằng, hỡi Đức Chúa Trời của tổ phụ Abraham tôi, Đức Chúa Trời của cha Isaac tôi, tức là Đức Giê-hô-va, Ngài có phán dạy tôi rằng, hãy trở về xứ ngươi và nơi bà con ngươi, rồi ta sẽ làm ơn cho ngươi. Tôi lấy làm hèn mọn, không đáng chịu các ân huệ và các điều thành thực mà Ngài đã làm cho kẻ tôi tớ Ngài. Vì lúc trước khi qua sông Giô-đanh chỉ có cây gậy tôi, mà ngày nay tôi lại trở nên hai đội quân này. Vậy, cầu xin Đức Chúa Trời giải cứu tôi khỏi tay Ê-sau anh tôi, vì e người đến đánh tôi và đánh luôn mẹ với con nữa. Vả Ngài có nói rằng, quả thật vậy, ta sẽ làm ơn cho ngươi và làm cho dòng dõi ngươi đông như cát bãi biển. Người ta sẽ không biết sao đếm được vì đông đúc quá. Người ở ban đêm tại đó lấy các vật có hiện trong tay để làm một của lễ dâng cho Ê-sau anh mình, là 200 dê cái và 20 dê đực, 200 chiên cái và 20 chiên đực, 30 lạc đà cái có con đang bú, 40 bò cái và 10 bò đực, 20 lừa cái và 10 lừa con. Rồi giao mỗi bầy riêng ra nơi tay đầy tớ mình và dặn rằng, các ngươi hãy đi trước ta và dẫn bầy này cách một khoảng đến bầy kia. Người dặn tên dẫn bầy đi trước hết như vậy. Khi Ê-sau anh ta gặp và hỏi ngươi rằng, ngươi ở với ai, đi đâu và bầy súc vật trước mặt ngươi đó thuộc về ai, thì hãy thưa rằng, của Gia-cốp kể tôi tới chúa, ấy là một lễ gửi dâng cho Ê-sau chúa tôi, và này chính mình người đang theo sau. Gia-cốp cũng dặn y lời cho tên dẫn bầy thứ nhì, thứ ba và hết thảy người theo coi chừng các bầy, và lại nói, khi gặp Ê-sau, các ngươi hãy nhớ lời đó và nói như vậy: này Gia-cốp, kẻ tôi tớ chúa đang theo sau chúng tôi. Vì người thầm nghĩ rằng, mình đem lễ này dâng trước cho Ê-sau nguôi giận đã, rồi mình sẽ giáp mặt sau, có lẽ người tiếp rước mình một cách thuận hiệp đó. Vậy lễ này đem đi trước, còn người đêm đó ở lại trại. Ban đêm người thức dậy, dẫn hai vợ, hai tin đòi và 11 đứa con mình đi qua rạch Gia Bốc. Người đem họ qua rạch và hết thảy của cải mình qua nữa. Vả một mình Gia-cốp ở lại, thì có một người vật lộn với mình đến rạng đông. Khi người đó thấy mình không thắng nổi, bèn đánh vào xương hông Gia-cốp. Xương hông liền trặc trong khi vật lộn. Người đó bèn nói, trời đã rạng đông rồi, thôi để cho ta đi. Nhưng Gia-cốp đáp rằng, tôi chẳng cho người đi đâu nếu người không ban phước cho tôi. Người đó hỏi, tên ngươi là chi? Đáp rằng, tên tôi là Gia-cốp. Người lại nói, tên ngươi sẽ chẳng là Gia-cốp nữa, nhưng tên là Israel, vì ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta, ngươi đều được thắng. Gia-cốp hỏi, xin cho tôi biết tên người. Đáp rằng, làm sao ngươi hỏi tên ta? Rồi người này ban phước cho Gia-cốp tại đó. Gia-cốp đặt tên chỗ đó là Phê-ni-ên, vì nói rằng, tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu. Khi qua nơi Phê-ni-ên, thấy mặt trời mọc rồi và người đi dẹo cẳng. Bởi cớ đó cho đến ngày nay, dân Israel chẳng bao giờ ăn gân bắp vế của lối xương hông, vì người đó có đánh vào xương hông Gia-cốp nơi gân của bắp vế. Chương 30. Lời của Agurơ, con trai Gia-kê, châm ngôn mà người ấy nói ra cho Ithien và U-canh.
Quả thật ta là ngu muội hơn ai hết. Ta không có thông sáng bằng một người. Ta không học được sự khôn ngoan và chẳng có được sự tri thức của đấng thánh. Ai đã lên trời rồi lại xuống? Ai đã góp gió trong lòng tay mình? Ai đã bọc nước trong áo mình? Ai lập các giới hạn của đất? Danh người là chi và tên con trai người là gì? Nếu người biết, hãy nói đi. Các lời của Đức Chúa Trời đều đã thét luyện. Ngài là cái thuẫn đỡ cho người nương cậy nơi Ngài. Chớ thêm chi vào các lời Ngài, e Ngài quở trách ngươi và ngươi bị cầm nói dối chăng? Tôi có cầu Chúa hai điều. Xin chớ từ chối trước khi tôi thác. Xin giang xa khỏi tôi sự lường gạt và lời dối trá. Chớ cho tôi nghèo khổ hoặc sự giàu sang. Hãy nuôi tôi đủ vật thực cần dùng. E khi no đủ, tôi từ chối Chúa mà rằng Đức Giê-hô-va là ai. Và lại, kẻo e tôi bị nghèo khổ, ăn trộm cắp và làm ô danh của Đức Chúa Trời tôi chăng? Chớ phao vu kẻ tôi tớ cho chủ nó, e nó rủa sả ngươi và ngươi mắc tội chăng? Có một dòng dõi rủa sả cha mình cũng không chúc phước cho mẹ mình. Có một dòng dõi tư tưởng mình thánh sạch, song chưa được rửa sạch nhơ bẩn mình. Có một dòng dõi bộ mặt kiêu hãnh thay, mí mắt dương cao dường nào. Có một dòng dõi năm tợ gươm, hàm răng như dao, đặng cắn xé những người khó khăn khỏi đất và những kẻ nghèo khổ khỏi loài người. Con đĩa có hai con gái nói rằng, hãy cho, hãy cho. Có ba sự chẳng hề no đủ và bốn điều chẳng nói rằng, thôi, đủ. Tức là âm phủ, người đàn bà son sẻ, đất không no đủ nước và lửa mà chẳng hề nói đủ rồi. Con mắt nhạo báng cha mình, khinh sự vâng lời đối với mẹ mình. Các con quạ của trũng sẽ móc mắt ấy và các chim ưng con sẽ ăn nó đi. Có ba việc lấy làm diệu kỳ cho ta và bốn điều mà ta chẳng biết được. Là đường chim ưng bay trên trời, lối con rắn bò trên hòn đá, lằn tàu chạy giữa biển và đường người nam giao hiệp với người nữ. Tánh nết người kỵ nữ cũng vậy. Nàng ăn, rồi nàng lau miệng và nói rằng, tôi có phạm tội ác đâu. Có ba vật làm cho trái đất rúng động và bốn điều nó chẳng chịu nổi được. Là tôi tớ khi được tức vị vua, kẻ ngu muội khi được no nê đồ ăn, người đàn bà đáng ghét khi lấy chồng và con đòi khi kế nghiệp bà chủ mình. Có bốn vật nhỏ mọn trên trái đất, song vốn rất khôn ngoan. Con kiến, dầu là loại yếu hèn, lo sắm sẵn vật thực mình trong mùa hạ. Con thỏ rừng, dầu là loại không sức lực, đóng cơ sở mình trong hòn đá. Loài cào cào dầu không có vua chúa, bay ra có từng đám. Con thằng lằn mà người ta lấy tay bắt được, vẫn ở trong đền vua. Có ba vật, điệu đi tốt đẹp, và bốn vật, nước bước xem sang trọng. Sư tử mạnh hơn hết trong các loài vật, chẳng lui lại trước mặt loài nào cả. Con ngựa hăng thắng tử tế, con dê đực và vua không ai đối địch được. Nếu ngươi có làm ngu dại mà tự cao kiêu ngạo, và nếu ngươi có ác tưởng, hãy đặt tay che miệng mình. Vì ép sữa làm ra mỡ sữa, và đánh đập lỗ mũi bèn làm cho phun máu. Cũng vậy, trêu chọc giận sinh ra điều tranh cạnh. Chương 16. Hãy gửi chiên con phải dâng cho quan cai trị đất này, từ Sê-la sang đồng vắng đến núi của con gái Si-ôn. Các con gái Mô-áp tại bến đò Ạc-nôn sẽ giống như chim bay tán loạn và như một lứa chim con bị quăng ra ngoài ổ. Ngươi hãy lập mưu, hãy làm sự công bình. Đang lúc giữa trưa hãy phủ bóng ngươi như ban đêm. Hãy che giấu kẻ bị đuổi, chớ bươi móc kẻ trốn tránh. Hãy cho phép những kẻ bị đuổi của ta trú ngụ nơi ngươi. Hãy làm nơi ẩn náu cho Mô-áp khỏi mặt kẻ tàn hại. Vì kẻ cướp giật đã mất, sự tàn hại đã hết, kẻ giày đạp đã bị diệt khỏi đất này.
Ấy vậy, ngôi sẽ bởi sự nhân từ mà bền lập, và trong trại David sẽ có một đấng lấy lẽ thật ngồi lên, sẽ đoán xét, sẽ tìm sự ngay thẳng và vội vàng làm sự công bình. Chúng ta có nghe sự kiêu ngạo của Moab. Nó kiêu ngạo lắm, cũng nghe nó sất sược, kiêu căng, giận dữ. Sự khoe khoang của nó là vô ích. Vậy nên, Moab sẽ than khóc vì Moab. Ai nấy đều than khóc. Các ngươi hãy khóc, hãy thở than vì sự mất bánh trái nho của Kiệt Ha-Reset. Vì ruộng nương của Hết-bôn và cây nho của Sip-ma đều mòn mỏi. Ngày trước, nó dàn ra tới Gia-ê-xe, lan ra tới đồng vắng, chồi tược đâm ra tới bên kia biển. Và bây giờ, vua chúa các nước đã bẻ gãy nhánh tốt. Vậy nên, ta vì cây nho của Sip-ma mà khóc lóc như Gia-ê-xe. Hỡi Hết-bôn, hỡi Ê-lê-a-lê, ta sẽ tưới nước mắt ta trên các ngươi. Vì đang lúc trái mùa hạ và mùa gặt, thì có tiếng reo của giặc xảy đến. Sự vui mừng hớn hở đã cất khỏi ruộng tốt. Trong vườn nho chẳng còn hò hát reo vui. Kẻ đạp rượu chẳng còn đạp trong thùng. Ta đã làm dứt tiếng reo vui. Cho nên lòng ta vì Moab kêu vang như đờn cầm. Ruột ta vì Kiệt Here cũng vậy. Ví dầu Moab chịu mệt nhọc, đặng đi đến nơi cao, dầu vào trong nơi thánh mình để cầu nguyện, cũng chẳng được nhậm. Ấy là lời mà xưa kia Đức Giê-hô-va đã phán về Moab. Bây giờ thì Đức Giê-hô-va phán như vậy: trong 3 năm, kể như năm kẻ ở mướn, sự vinh hiển của Moab với cả đoàn dân đông của nó sẽ bị khinh hèn, và số còn sót lại sẽ ít lắm, không kể ra gì. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.